Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng đến với phần cuối cùng của bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Thưa quý vị, cây đậu nành vẫn được coi là cây nông nghiệp truyền thống của Việt Nam. Nhưng hiện nay, ngành công nghiệp chế biến loại nông sản này gần như là hoàn toàn phụ thuộc vào nhập khẩu. Mà nguyên nhân vẫn là vấn đề cố hữu của nông nghiệp trong nước, giá thành sản xuất không cạnh tranh. Theo thống kê của công ty chứng khoán Habubank, giai đoạn 2004-2009, ngành sữa đậu nành tại Việt Nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 24,2%. Trong năm 2011, thị trường sữa đậu nành có quy mô khoảng 2.000 tỷ đồng và tăng lên khoảng 2.500 tỷ đồng vào năm 2012. Tổng lượng tiêu thụ sữa đậu nành tại Việt Nam đến năm 2013 là khoảng 500 triệu lít, đứng hàng thứ tư trên thế giới. Bên cạnh đó, đậu nành còn được sử dụng rất nhiều trong chế biến thức ăn gia súc. Theo số liệu của Cục Xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Công Thương, nhập khẩu đậu nành của Việt Nam trong năm 2012 tiếp tục tăng 26% so với năm 2011, ở mức khoảng 1,3 triệu tấn. Trong khi đó, diện tích trồng đậu nành trong nước có xu hướng giảm trong những năm gần đây. Số liệu cho thấy sản lượng đậu nành trong năm 2012 đã giảm 34,3% so với năm 2011, chỉ còn 175,2 nghìn tấn. Rõ ràng, hạt đậu nành Việt Nam đang hoàn toàn đứng ngoài sự phát triển của các ngành chế biến liên quan. Theo ông Phạm Văn Dư, Cục Phó Cục Trồng Trọt thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên nhân của vấn đề là do giá bán đậu nành trong nước cao hơn giá nhập khẩu. Theo đó, giá bán đậu nành tại Tây Nguyên hiện nay đang vào khoảng 15-17 nghìn đồng một ký, trong khi giá nhập khẩu chỉ khoảng 8-12 nghìn đồng một ký, nên nhiều doanh nghiệp trong nước chọn nhập khẩu để chế biến. Trước đây ta có ít các nhà máy, thành ra cái đậu nành Việt Nam là nông dân bán được. Nhưng mà gần sau này thì các cái nhà máy mà làm thức ăn chăn nuôi đó xuất hiện quá nhiều, và hiện tại thì bây giờ kể cả những nhà máy mà làm ra sữa đồ đậu nành đúng không, họ cũng đều nhập cá, tức là nhập vào nó rẻ hơn và nó đúng cái tiêu chuẩn mà với cái công nghệ mà nhập vào để người ta chế biến, phải không? Thành ra cái đậu nành của mình ở trên cơ sở đó là mình nông dân thấy rằng cái sản xuất của mình nó không có lợi thế cạnh tranh, tức là cái nó đắt quá, như thế thì không ai mua nữa, phải không? Như thế thì nông dân thì đơn giản lắm, họ chỉ cần có tiền và có lợi là họ làm, nhưng mà hiện nay là trồng nó chưa có lợi. Nói đến giá thành sản xuất đậu nành cao thì lại quay lại những vấn đề hết sức cố hữu của nông nghiệp Việt Nam, như là năng suất thấp, mức độ cơ giới hóa thấp, lãng phí phân bón và nhiều tầng nấc thương lái trung gian, mà những vấn đề này người nông dân không thể tự mình giải quyết được. Mặc dù là doanh nghiệp sử dụng hoàn toàn nguồn đậu nành trong nước để chế biến, nhưng đại diện công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy cho biết, trong nền kinh tế thị trường, việc bắt doanh nghiệp đứng ra hỗ trợ giá bán cho nông dân là không thể. Kinh tế thị trường mà biểu mà đòi hỏi một cái chính sách giá là áp giá vô cho nông dân hay là đối với doanh nghiệp, là cái điều đó nó, tôi nghĩ là nó không có khả thi. Tuy nhiên là bằng những cái giải pháp căn bản tạo ra cái sự đột phá trong sản xuất sữa đậu nành thông qua giống, các cái giải pháp về biện pháp về canh tác, chế biến và bảo quản sau thu hoạch cũng như trực tiếp mua các cái sản phẩm từ đậu nành của nông dân là những cái biện pháp hữu hiệu để nâng cao cái lợi nhuận của người nông dân và kéo người nông dân quay trở lại cái cây đậu nành. Theo đó, từ năm 2008, Vinasoy đã hợp tác cung ứng cây giống cho nông dân huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông, nhưng năng suất cũng chỉ được cải thiện thêm 5-10%. Hiện công ty này đang liên kết với các trung tâm nghiên cứu về đậu nành tại Mỹ để nghiên cứu ra loại giống mới có năng suất tốt hơn, từ đó nhân rộng giống đậu nành này để xây dựng vùng nguyên liệu cho chế biến. Mặc dù đây chỉ là việc làm của một doanh nghiệp, nhưng với thị phần chiếm đến 81,5% cả nước, ý tưởng của Vinasoy cũng mang lại một hy vọng cho hạt đậu nành Việt Nam. Theo tiến sĩ Vương Đình Trị, Trung tâm Công nghệ Sinh học Đậu nành Hoa Kỳ, với những tiềm năng sẵn có, hy vọng này không hẳn là không tưởng. Ông dẫn chứng Mỹ là quốc gia thống lĩnh về sản xuất đậu nành trong nhiều thập kỷ, với quy mô chiếm đến 75% toàn thế giới. Nhưng khi áp dụng thành công các giống mới, cũng như cải tiến kỹ thuật, Brazil đã nhanh chóng đuổi kịp Mỹ trong những năm gần đây. Vấn đề chỉ cần bảo đảm cho người nông dân một đầu ra ổn định. Tăng nhanh sản xuất là họ có cái thị trường xuất khẩu rất là mạnh. Người nông dân sẽ sản xuất ra tại vì họ biết chắc là họ sẽ xuất khẩu được cái lượng đậu nành của họ. Diện tích sản xuất nó sẽ tăng rất là nhanh tại vì họ biết rằng cái sản phẩm họ trồng ra họ sẽ bán được và bán được với cái giá rất là cao và người nông dân có lời. Thị trường tiêu thụ thế thôi. Thị trường tiêu thụ nó quyết định chính.
Giáo sư tiến sĩ Henry Nguyễn, giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học đầu ngành Hoa Kỳ cho rằng, việc đảm bảo đầu ra cho người nông dân cần tiến tới một bước cao hơn là hình thành liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Đây cũng là vấn đề Việt Nam đang thí điểm áp dụng với nhiều loại nông sản khác. Lý do cuối cùng lại là vấn đề vấn đề kinh tế. Tuy nhiên là mình phải làm sao mà mình sản xuất ra mà người nông dân người ta có lợi trong vấn đề sản xuất. Thì từ đó nó mới đưa ra cái sự phải có sự liên kết. Thực sự đây là một cái chương trình là phải cần sự liên kết của nhà nông, nhà doanh nghiệp và những cái cơ sở để mà làm khẩu cứu. Nếu mà người dân người ta trồng ra mà không có cái mối tiêu thụ á, thì vấn đề giá cả rất thấp. Thì nói chung là cái vấn đề lợi tức kinh tế nó ảnh hưởng rất nhiều trong vấn đề mà sản xuất đậu nành. Khi mà mình giải quyết được cái vấn đề mà có cái nguồn tiêu thụ thì cái tiềm năng mà sản xuất và giúp đỡ cho những người nông dân của mình, nền nông nghiệp của mình rất là cao. Mà nó lại giúp đỡ những người tiêu dùng mình có những sản phẩm mà thiên nhiên, hương vị tốt là phẩm những cái đậu mà từ trồng tại Việt Nam. Theo ông Phạm Văn Dư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đang có chủ trương liên kết doanh nghiệp và nông dân trong việc tăng diện tích trồng đậu nành nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Theo quy hoạch, diện tích trồng đậu nành sẽ lên đến khoảng 350.000 ha với sản lượng khoảng 700.000 tấn vào năm 2020. Tuy nhiên, quy hoạch của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và hy vọng của Vinasoy vẫn còn nhiều thách thức khi mà rất ít doanh nghiệp hiện nay chú ý đến việc phát triển vùng nguyên liệu đậu nành trong nước. Nhiều nhãn hiệu sữa khác cho biết đang sử dụng 100% đậu nành không biến đổi gen, nhập khẩu từ Mỹ hoặc Canada. Quý vị và các bạn thân mến, Tesco chuẩn bị có chương trình giảm giá đến hàng triệu bảng Anh trong nỗ lực chiếm lại lòng tin của khách hàng. Sau năm thứ hai liên tiếp, nhà bán lẻ này chứng kiến lợi nhuận sụt giảm. Và áp lực lớn đang đè nặng lên vai giám đốc điều hành Philip Clegg. Đây là năm thứ hai liên tiếp Tesco sụt giảm lợi nhuận và mức sụt giảm lần này lên đến 6%. Công việc kinh doanh của nhà bán lẻ lớn thứ ba thế giới này trì trệ trong suốt 12 tháng qua, với doanh thu ở hầu hết các cửa hàng tại Anh đều giảm 3% trong quý 4 năm 2013. Sau hai thập kỷ tăng trưởng liên tiếp, mà chủ yếu là dưới thời của CEO trước, thì CEO đương nhiệm Philip Clegg đang phải chịu áp lực lớn. Ông đang lên kế hoạch giảm giá hàng triệu bảng để chinh phục lại khách hàng. Phóng viên Robert Cohn của bản tin Reuters Breaking News cho rằng Tesco cần phải xem xét liệu đó có thực sự là vấn đề giá cả hay không. Rất có thể họ sẽ vấp phải một cuộc chiến về giá cả. Lợi nhuận của Tesco vào năm ngoái đạt 5% và khoản lợi nhuận này không thể tránh khỏi bị giảm xuống nữa nếu giảm giá. Nhưng tôi nghĩ họ cần tìm hiểu xem liệu đó có thực sự là vấn đề về giá hay không và cần thiết lập lại những giá trị riêng cho thương hiệu. Tesco đã chịu nhiều tổn thất trong nỗ lực tìm đường vào thị trường Mỹ và Nhật Bản, mở rộng sang Trung Quốc đầy tốn kém và cả những áp lực cạnh tranh ngay tại quê nhà. Công ty cũng đã chi 1 triệu bảng Anh cho việc tôn tạo các cửa hàng và đầu tư vào các dịch vụ mới. Nhưng công việc làm ăn vẫn không thuận lợi khi mà Tesco phải cạnh tranh về giá với các nhà bán lẻ LD và Lidl hay với Waitrose, Marks & Spencer ở phân khúc cao cấp. Mặc dù vậy, tập đoàn Kantar Worldpanel cho rằng Tesco vẫn dẫn đầu trong một vài lĩnh vực. Có một số lĩnh vực họ rất mạnh, chẳng hạn như kinh doanh trực tuyến. Về mặt này, họ là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và duy nhất tại Anh. Phương thức phân phối hàng thì đa dạng từ mặt bằng lớn, cửa hàng nhỏ cho đến bán hàng trực tuyến. Lợi nhuận ở các thị trường nước ngoài của Tesco cũng giảm 5,6% tại châu Á và 28% tại châu Âu, nhưng Tesco vẫn chưa chịu từ bỏ những thị trường mới, vẫn bán thương hiệu quần áo F&F tại Mỹ, với hy vọng thời trang sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn là thực phẩm. Kết quả kinh doanh đáng thất vọng đã đặt ra câu hỏi về tính hiệu quả trong quản lý điều hành công ty mà người lèo lái không ai khác là ông Philip Clegg. Bất chấp những lời kêu gọi từ chức của các nhà đầu tư, với nhiều lo lắng vì Tesco dễ rơi vào cuộc chiến về giá, ông Clegg nhấn mạnh sẽ không có ý định từ chức mà sẽ vượt qua khó khăn để xây dựng lại niềm tin nơi khách hàng. Việc cắt giảm giá được xem là kế hoạch quan trọng của ông để khôi phục lại công ty mà trong suốt hai thập kỷ liên tục tăng trưởng, trước khi hứng chịu cú sốc lợi nhuận vào năm 2012. Cổ phiếu của Tesco đã xuống mức thấp nhất kể từ 10 năm qua. Một trong 20 nhà đầu tư lớn nhất của Tesco đã gọi ông Clegg là người sai lầm cho vị trí CEO và đang thực hiện một chiến lược sai lầm. Một cổ đông khác cho rằng việc cắt giảm giá nhằm cạnh tranh với hai nhà bán lẻ bình dân là LD và Lidl là một điều đáng xấu hổ, rằng thay vì cắt giảm giá bán, công ty nên tập trung vào cải thiện dịch vụ. Tesco là nhà bán lẻ lớn thứ ba trên toàn cầu, có giá thị trường 23 tỷ bảng Anh và 530.000 nhân viên. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã giúp cho chúng tôi khép lại bản tin hàng hóa thị trường ngày hôm nay. Bích Nga xin được thay mặt những người thực hiện chương trình nói lời cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin tuần sau.